xem thử nó thế nào và nó làm sao mà nó em cứ nói đi em mới lời gọi là người ta vẫn đang cầm hoa mình đứng ngồi em cứ nói dưới kia đấy các bạn đỡ lại nào có thể là em nói thật thầy Tú, em đứng trước 500-700 người hoặc 1.000 người em không phải xúc động với cái gì cả, nhưng mà mình từ đáy lòng của mình xúc động. Thầy nhớ là thầy mời phụ huynh em 3 lần. Em chắc chắn là thầy không nhớ, nhưng mà em nhớ, tại vì hồi đó thì học sinh thì nó đông, trò thì nó nhiều, có những như thế này thế kia. Nhưng mà em cũng xin thưa thiệt với thầy, ở đây có không có bạn ở gần hết, nếu có bạn Thành là bạn đã biết. Hồi đó là em nuôi là gần 20 heo nái. Nuôi 20 heo nái. Nuôi heo dữ quá, thầy mời qua. Rồi. Ông này là ông nuôi hy vọng. Ông nuôi hy vọng hơi sớm. Vậy giờ mới có vốn kinh doanh. Cái gì cho gọi là ngoài điện thôi. Chứ thật ra đúng nói cho đúng thì